Chào mọi người. Bây giờ là cũng 11 giờ. 11 giờ ở dưới food court nó có mở cửa cho ăn trưa từ 11 giờ đến 4 giờ rưỡi. Và nhà mình xuống dưới ăn đồ ăn của Nam và của Đoàn Tây. Giống khá burger rồi họ đó. Thì mỗi một ngày nhà mình nè, thử món này món kia để cho mọi người xem đồ ăn ở cái resort này như thế nào. À, thì mời các bạn đi theo để mà coi dưới này có gì mà. Rồi, Trúc chào ông bà, cô bác, anh chị, các em và các bạn nha. Bây giờ gia đình Trúc vẫn còn đang ở resort Elma, Cam Ranh, Nha Trang. Rồi đi con, mẹ Thiên An đây coi. Chào ông bà, cô chú, anh chị Đúng coi. rồi, đúng rồi. Anh tí xíu lên uống coi. Nè, con chào ông bà, cô chú, anh chị nè. Ok, vậy thôi, con muốn uống thì con uống đi. Rồi, bây giờ thì gia đình mình sẽ xuống ăn. Bây giờ gia đình mình vô food court. Tại vì ở trong đây nó có những món ăn Việt Nam á. Trong đây nó có nhiều nhà hàng á, nhà hàng cả nhà. Nhà hàng Nhật, nhà hàng Tây, Ý. Nhưng mà tại vì gia đình mình muốn ăn đồ ăn Việt Nam cho nên vô đây. Vô đây cái nghe mùi đồ ăn. Order ở đây làm sao? Order của mình đây. Bên kia có bánh. Bánh mì. Order đồ ăn ở đây. Order ở đây nữa. Hamburger. Có gà. Có đồ ăn của Hàn Quốc. Đồ ăn Tây. Đồ của Hàn nữa. Ở đây là nu đồ nè ông xã. Có phở bò, có bún cá sứa Nha Trang, bún hải sản chua cay. Giá nè. Phở bò là 150, bún cá sứa Nha Trang 170, bún hải sản chua cay 200. Xong rồi mình ra đây mình ngồi mình ăn. Không gian cũng rất là thoáng mát. Bên đây thì một cái quầy order nữa nè. Bên đây là sushi. Bên đây là đồ Nhật mà không sao. Là An Nam. Ở đây đồ Việt nữa nè ông xã. Có bò lúc lắc cơm trắng. Có mì xào hải sản, có tôm sú với tỏi, có cơm chiên hải sản. Kìa coi ông xã, menu kìa. Tokyo Express. Ăn ở đây xong rồi order đem về chiều cho Thiên An ăn. Ăn cái chung cư khách sạn thôi. Dễ thương quá à. Thiết kế ở chỗ này nhìn dễ thương. Hello Thiên An. Con chào ông bà, cô chú, anh chị. Thiên An lúc nào cũng nói nhỏ xíu vậy. Nhìn ra ngoài. Này ra ngoài là ngay chỗ này hồi nãy căn hộ Trúc ở rồi Trúc đi ra nè. Đi ra có mấy bước là đã tới nè. Này là căn hộ bên kia.
Rồi anh Nghi thì đang order đồ. Nếu mình ngồi ở đây cái điện thoại người ta đem tới cho mình. Rồi. Ừ. Đây là cái dĩa cơm của anh Nghi. Và gồm có tôm trắng nè. Với lại tôm sú cháy tỏi. Nhìn ngon, hấp dẫn quá. Nhìn trình bày thấy cũng đẹp mắt. Mà cái màu tôm thấy cũng đẹp nữa nè. Rồi Thiên An. Đây là cái dĩa cơm của Thiên An. Dĩa cơm cơm chiên hải sản. Ăn thử rồi phải không con? Nè, cái này là có nước tương nữa nè. Con bỏ nước tương vô kìa. Cái này là có nước tương. Nước tương. Rồi tương ớt, tương cà. Có tâm sĩ răng. Ừ. Thì con không thích thì con để ra bên đi. Không rồi hết cái cá cá rồi. Đây là dĩa cơm của chị Nga. Có tôm, có mực. Nè lại lấy nè con. Đi lại bưng lấy nè. Ok. Thank you, thank you. Đây là cái tô bún cá sứa Nha Trang của Trúc nha. Có một dĩa rau nè. Thấy rau là thấy ngon rồi. Đây, đang bốc khói. Có thêm nước chấm. Ớt, tương ớt. Mình mặn ngọt vậy đó, là mình thêm. Có nước tương. Tương ớt. Để riêng đó. Rồi. Này là bún nè. Đây, hành tây nè, hành lá nè. Có chả nè, chả cá nè. Có sứa nè. Đây sứa nè cả nhà. Này là chả cá. Đó. Rồi mời cả nhà cùng ăn với gia đình Trúc nha. Em Nghi đây, đang ăn dĩa cơm tôm sú. Đó là tôm sú cháy tỏi. Cháy tỏi. Ừ. Cháy tỏi. Cháy tỏi. Cháy tỏi người ta nói là ngon, mình thử rồi sao? Ừ. Nhìn thì rất là hấp dẫn. Dĩa tôm sú cháy tỏi của anh Nghi là 200 20.000. 220.000 cái dĩa đó, còn của Trúc là 170 hay 180 gì đó. Mời cả nhà đem ra. Mời cả nhà. Ừ. Mời cả nhà. Rồi Thiên An mời. Thiên An mời cô chú anh chị ăn mực. Phải không con? Mời cô chú anh chị ăn mực phải không? Ừ. Rồi chúc ăn nha cả nhà. Cơm không đủ. Ông xã mình ăn một cái chén cơm không có đủ. Tại vì hồi nãy cái dĩa đó cho cơm khoảng một chén rồi cả nhà. Cho nên ông xã kêu thêm chén cơm nữa thì cái chén cơm này khoảng 30.000. Đồ ăn này là đồ ăn này những cái món ăn này ăn sáng là mình tự túc hết rồi cả nhà. Tức là cái phòng mà tụi mình ở là không bao gồm ăn uống. Ăn uống là tụi mình phải tự túc hết. Sao ông xã nói em ta? À thì đồ ăn thì có nhiều. Nhưng mà cơm vẫn đủ. Đúng rồi. Thành ra mình phải kêu thêm một chén cơm nữa. Ừ. Rồi ok rồi thôi em sẽ ăn ha. Rồi rồi. Rồi nãy giờ Trúc ăn rồi nè. Trúc có bỏ rau vô hết rồi đó. Ăn cũng được như thế nha. Nói mà ngon xuất sắc thì không ngon xuất sắc. Nhưng mà mình ăn được. Không có dở. Thiên An ăn thì Thiên An thấy làm sao con? Hả? Thiên An có thấy ngon không? Thiên An ăn cơm thấy ngon hả? Ok. Rồi Thiên An ăn ha. Ok chú tắt máy đây. Gia đình mình ăn chưa xong rồi. Bây giờ về phòng thôi. Bye bye ông xã Thiên An. Bye. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp cái nhà video tiếp theo. Vô trong nhà nữa má.
sung sướng thì thôi thôi. Bye. Mời mời Hiền Thê, mời Hiền Thê. Vừa mở camera là chúng ta bắt cười cả hai cha con của Thiên An đó. Đi xuống biển bơi. Thiên An thì mặc áo ngủ ở trong phòng. Ba thì lấy cái khăn choàng sợ người ta thấy sexy. Hello hai cha con. Hello. Hello. Hello con, chào ông bà cô chú chị ta. Chào ông bà cô chú chị. Chị là đứa là gì? Rồi, mình xuống đi. Rồi. Xe một con. Mình lên xe sao? Không lên ổ rồi đó sao? Mình đứng phải đợi xe nhỉ ngõ. Mình vô thang máy từ tầng 7 đi xuống. Mình nhận thang máy nó đi nhanh hơn sao? Ừ. Vừa tới cái nó bắt sẹt cái xong. Rồi đi ra. Tắt máy nha, ngồi ra biển quay tiếp. Rồi, xe bắt đầu chở ra biển. Đang ngồi ở phía cuối xe, sau xe. Gọi là ngồi ngược á. Giờ chở ra biển. Mây đi xuống đi bộ đi con. Đi con đi bộ được. Ừ. Không quên được, cảm ơn. Ừ, cảm ơn chú đấy. Con nhà nề nếp lắm. Ừ, giỏi lắm. Mây giỏi lắm. Mây tuyệt vời đấy. Xe chở rốt với anh Nghi với Thiên An. Tới biển rồi. Anh Nghi với Thiên An bơi thôi, Trúc ở trên Trúc quay video. Xanh ngắt luôn nè. Đây là rau muống biển. Nó bông tím tím. Mình sẽ ngồi. Mình quay Thiên An với lại anh Nghi tí xíu, mình sẽ ngồi đây mình đợi. Ừ. Nắng lắm. Chưa có chỗ không có nào nữa. Ê, bên kia còn dưới chỗ không? Bên kia mát kìa. Bên đây, bên đây đi để túi vào đây. Để túi đây không? Ờ, để hết đấy. Trước rồi. Rồi xuống trước rồi nha. Cát này đó nha.
gì con? Cá. Con giả tràng. Giả tràng xe cát Biển Đông. Con làm chảy mất rồi. Đó lại đây nè. Đó. Giả tràng. Rồi, đi con. Một, hai, ba. Tàu đánh cá, tàu nhỏ. Sóng biển dập cũng lớn lắm nha, cũng mạnh lắm. Chiều mọi người ra bơi rất là vui luôn nè. Trời mát. Con bắt được hai con ốc nè. Đi bơi ở biển thì bơi buổi sáng với lại buổi chiều mát là tốt nhất. Ít sợ cháy da. Giờ ra đây gió biển thổi mát. Ba Thành gửi cho bà Thành bà tắm đi chứ. Đúng không? Con muốn cứu sống đó hả? Đúng rồi. Đó thì con dích xuống đi. Cái này nó. Muốn cứu con sứa nè. Cái này còn bụi thế làm được. Mà sợ cầm á thì nó ngứa. Cho nên lấy cái vỏ ốc dích. Con dích nó ra tới ngoài chắc nó chết ngắt luôn rồi. Nó cho một con đất hai cái. Để nó ngay cái mép nè con, đây nè con Thiên An. Cuốn nó ra rồi đó. Không biết nó còn sống không mà đẩy nó vô lại rồi con ơi. Mình đẩy nó xa gì hơn đi đó. Đi rồi. Thiên An thương động vật lắm. Nghe tiếng máy bay bay hả? Nó đáp xuống rồi đó. Nãy nó có chiếc máy bay nó bay á. Mình cũng bay ngang vậy đó. Mình cũng bay ngang vậy đó. Cái này coi gì? Mình làm nhanh đó. Nó nổi chuyện. Nó đáp xuống cho mình nghe cái tiếng cái động cơ nó lớn hả ông xã? Lớn chứ. Nó mới nghe tiếng động cơ nó lớn rồi ngừng rồi đó. Cản gió rồi nó xuống.
nó đáp xuống. Mới chiếc đang bay lên nữa kìa. Anh nghi dưới thì ngang bơi xong rồi giờ lên chơi cát. Đâu lát bên nữa. Hồi nãy có hai người lớn tuổi á. Bơi ngoài kia rồi đi tuốt ra ngoài luôn. Đây chỗ bên cái người cứu hộ á, ba khỏi còi kêu vô. Đó, ba người ba bên đó. Đúng rồi. Chỗ đó cũng sâu lắm. Hồi nãy ông sao thấy hả? Thấy. Người ta chỉ đi ba mặt thôi, không phải muốn đúng bơi rồi. Bơi đâu. Bơi mà hai ông cũng lớn tuổi rồi đó. Rồi bơi đi ra ngoài đó. Tuốt xa ở ngoài luôn. Cái những người cứu hộ người ta kêu vô. Mà chả mới thấy cái gì sáng sáng bay trên bầu trời vậy tự nhiên mất tiêu. Bữa nay coi như là ngày nó tốt luôn. Đi mình không thấy nóng á. Nhưng mà qua ha. Cũng mát rồi, nước thì cũng mát luôn. Không nóng luôn. Nào nè, nằm nè. Hai cha con bơi xong bây giờ lên chọc cá. Hai cho con bơi xong rồi giờ lên rồi nè cả nhà. Tại vì ở dưới á, những người mà cứu hộ á, người ta kêu lên tại vì trời bắt đầu 6 giờ rồi, tối rồi. Mới tắm biển xong giờ muốn lại hồ bơi để tắm nữa. Anh Nghi đang tập Thiên An lặn. Đủ rồi. Bơi vòng vòng đó nè.